Nay mình sẽ hướng dẫn các bạn model cái game City Card này. Đầu tiên á, một hồi nữa mình sẽ up lên trên YouTube cho bạn mấy bạn cái link của trang web này tải xe. Giờ mình sẽ lấy ví dụ qua chiếc Audi Q7 này. Các bạn tải cái file này về, bắt đầu tạo. Cái này là cài đặt model vô cái game nha. Theo như các bạn thì các bạn vô trực tiếp trong này, các bạn giải nén cũng được, vô cái chỗ thư mục của các bạn nó đau la về. Đây, file này các bạn giải nén ra cũng được. Mình giải nén vậy lâu á, mình làm cái này nó ra thẳng màn hình desktop luôn. Ở đây mình mở file lên, trong này nó có ba cái. Đây, cái xe, hình ảnh cái xe trong game này. Giờ các bạn sẽ cái game, khi đã có game rồi các bạn nhấn chuột phải vô đây, các bạn chọn open file local đây. Đó, thì các bạn vô được đây rồi, các bạn bấm lên đây. Ở đây, cái này có data và export đây. Mình lấy vô cái file này, copy. Copy. Bỏ qua đây. Khi nó yêu cầu cái gì các bạn cứ dép đây. Ok, xong chúng ta sẽ trở ra, mình sẽ vô cái này, cái phần trên này á thì mình không có rõ lắm, nhưng mà mình xem video thì làm ở phần dưới đây, cái phần này trên này nha, không có, làm bằng dưới, copy toàn bộ bên này qua đây, copy bên này, chúng ta đi vào data config, xong là vô cái file này, chuột phải mở bằng no test, nó sẽ ra, mình kéo xuống cuối trang đó, cắm vào đây, mình sẽ bắt cái file này vào đó. Rồi tụi mình xây lại cái này, tại vì mình đã xây rồi, mình đã xây một lần rồi, là mình nếu mà các bạn nào mà xây lần đầu á mà nó hiện lên nó báo lỗi, các bạn cứ bấm xây, xong các bạn bỏ nó ra ngoài desktop, ra ngoài màn hình chính của máy tính của bạn á, bỏ ra ngoài này nè, bỏ xong các bạn copy cái file đó bỏ vô cái trong này, bỏ thay thế cho thằng này nha. Mình xài một lần rồi nó rất là dễ. Rồi bây giờ các bạn chỉ việc vô game và thưởng thức.